hello tất cả mọi người nha. Là tớ lại chơi tám trò chơi trò này tiên này. Rồi chúng ta sẽ nó sẽ cất cái kẹo chất tim ấy vào đây. Rồi xong. Rồi chúng ta sẽ đi nhặt cái này. Chúng ta sẽ đi vào đây nhặt cái the last one can start play. Where are you? Move back. Move back. Đi cẩn thận là nó sẽ bị nó đập chúng ta xuống dưới nhá. Chúng ta sẽ nhảy qua đây. Chúng ta sẽ quay sang bên đây này. Thứ hai là chúng ta lại chơi lại từ đầu.
copy này. Ta sẽ đi vào đây. Hey, I've been waiting for you for a long time. And you need to quickly grasp the basics of a cop before something bad happens. Do you already have a drone? Remember to make sure you have enough batteries for it. And remember these round buttons. Hitting it with a drone will open a door or activate something. Give it a try. A police officer needs to carry a lot of equipment to be ready to participate in all missions and to avoid these buggy versions of Opala Bird going crazy. They are trained to assist the police, but if you are not fully equipped, they will not consider you a police officer and will attack. Don't forget that. What? Hey. Hurry up and get enough equipment for yourself before I return. We still have a lot of work to do. Đây bên này cái nữa, chúng ta sẽ ra đây nhặt cái thẻ này. Này đang ngồi đây này, chúng ta sẽ nhặt cái thẻ thứ hai bên đây. Chúng ta mở cái cửa này ra, chúng ta sẽ lấy cái cổng này, chúng ta sẽ mở cái tủ này ra, chúng ta lấy cái súng. À, chúng ta sẽ sang bên phòng bên này. À, chúng ta sẽ lấy cái đạn này. À, chúng ta nhặt đủ hai cái đạn là chúng ta sẽ lấy ngoài sang bên đây. Chúng ta lấy cái thẻ này. À, chúng ta vào cái phòng này tiếp. Chúng ta sẽ nhặt ba cái đạn này. Rồi chúng ta sẽ sang bên đây. Chúng ta sẽ lấy cái cúng. Chúng ta sẽ trên đây. Đây, bọn này nó đang vào đây này. Good job. At least in terms of type is enough, but the quantity needs to be tested to know. À, chúng ta đi xem đi sang bên này để theo nó này. Follow me. Let's see what. Hurry up! The snails are not that slow. Oh, okay. There. Đây, chúng ta sẽ bắn vào những cái kia. We have five targets corresponding to the five bullets you have, unless you don't pick them all up. My requirement is to hit three or more targets to complete the test. Be careful. You will have to spend a lot of time if you fail. À, chúng ta vẫn sử dụng 5 cái này xuống. À, chúng ta vẫn xong rồi. Chúng ta sẽ tặng biệt con này. Ta sẽ đi vào cửa. Sang trò chơi thứ ba. Rồi. Con cần cô dâu này.
chúng ta sẽ đi lấy cái khiển. À, lấy khiển. Ta sẽ lấy hai cái pin nữa. Đây, đây một cái pin này. Còn đang có dù nó đang ngủ đây. Chúng ta sẽ cho con gà cái này vào đây. À, máy bay chứ không phải con gà. Rồi, chúng ta sẽ đi nhặt những cái này. Đây, nó đang chạy đây này. Con lợn béo nó đang chạy đây. À. Chúng ta sẽ nhặt hết. Chúng ta nhặt 7 thứ để dùng tâm nó mới đủ nha. À. Rồi. 4. Ồ, con lợn này nó đang chạy này. Chúng ta sẽ nhặt này một cái nấm này này. Chúng ta mà gần nó sẽ bắt đấy. Sáu. Là chúng ta sẽ lấy quả cà chua. Ờ, quả này có quả hồng đâu. Đây. Chúng ta nó đầu nó đang đây này, chúng ta sẽ ấn vào đây này, còn kia nó sẽ đi vào trong phòng kia. Ô, nó biến mất rồi. Chúng ta xem mấy cái thẻ đây. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. Chúng ta sẽ đi lấy con gà này. Chúng ta nắp vào đây. Chúng ta nắp được 4 con. Và chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa này ra. À, con thứ ba. Đây, cái con kia nó đang bị chốt trong cái phòng này này. Là chúng ta sẽ mở ra để nó sẽ đập cái phần cửa kia ra nha. Đó. Nó cởi ra. Là còn nó sẽ cởi ra. Nó sẽ chạy ra đây, chúng ta sẽ lên đây. Nó sẽ đuổi ra chúng ta. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Chơi thứ tư. Chúng ta sẽ lấy cái này. Chúng ta vào đây nhặt cục. Hey, can you help us out of here?
Everyone broke the door to escape as the incident happened, but NL1 helped us. There's a ladder at the vent. You can use it to get into this room. Rồi chúng ta sẽ đập vào cái kia. Nó sẽ cho chúng ta cái cầu thang lên đây. Chúng ta vào đây nhặt cái miếng này để chúng thế chúng ta đỡ phải nhặt. Rồi chúng ta sẽ đi lên cầu thang như này. Chúng ta sẽ lấy cái búa. Card, but it's in the cabinet and electricity is required to activate the locking system. Connect these electrical wires in the correct place, appropriately according to the picture in this wall. I remember each room has one same picture but different in number and color. And the power on button is located in the middle room, the biggest room. You need to press it after successful wiring. Rồi chúng ta sẽ nhặt cái thẻ này. Chúng ta sẽ cho hai con này nó đi ra ngoài. We were born in a laboratory. There are many sample like us, but only the two of us can speak. And nightmare also came from that time. We were trapped. Continually were blood pulling by people in white shirt for testing. And my poor eggs were also been taken away. I need to find them before we escape from here, my kids. Chúng ta sẽ cho đứng đây. Chúng ta sẽ đi nhặt cái này. Chúng ta để nhặt năm cái đồ năm cái tấm này là chúng ta sẽ em kia. Rồi chúng ta sẽ cho năm tấm này chúng ta sẽ. Chúng ta ăn nhầm rồi. Chúng ta sẽ nhặt lại. Rồi chúng ta sẽ để chỉ có ăn liên tục. Rồi chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ nhảy qua đây. Chúng ta sẽ cho cái đá này, cục đá này vào cái cân này để chúng ta lấy cái trong đây. Rồi con gà này. Chúng ta sẽ mở nắp này để chúng ta mở cái kính cửa kia ra. This door needs to be rotate both at the same time or at least both side open completely. Don't remove your hands or it will return to the before. IT will take a lot of time. Oh God, my kids are still there. Those golden eggs. You can jump on us to get there. Help me bring them back, please. Ngồi xuống này. Xuống này chúng ta trèo lên đứng nữa. Đây con gà này nó chít 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 chít. Đây là con gà tâm hồn. Đứng nghe này ta sẽ thêm mấy quả trứng này để cho mình nhảy xuống rồi. Đấy con gà sẽ tiến hóa thành con chim. Impossible. Let it for Tarda. Follow me now. Ôi chúng ta chạy đâu rồi? Chúng ta quay lại xem con kia nó đuổi này. Nó đuổi kìa. Nó chạy đâu rồi? Chúng ta sẽ quay lại xem. Nó đang đuổi nhau kìa. Stand in the elevator and start it. Đâu rồi? Chúng ta sẽ vào nhanh. Chúng ta bị nó cắn nào. Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ 5. This mustache is ridiculous. Give me the bomb,
phạm chúng ta vẫn nhiều quá, chúng ta sẽ vẫn chúng ta nào con nào ra chúng ta bắn chết con đấy. Trò tiếp theo. Đây chúng ta sẽ chọn một mark. Chúng
Là chúng ta sẽ đi cứu con này. Sang ban 2 trò chơi thứ 7. Đây, máy sinh nhật này. Chúng ta sẽ chạy đua mấy con nào. You've been a bad human. Đây, con trắng này nó ngồi đây, chúng ta sẽ đâu. Đi theo chạy nhanh, con này nó đuổi nó băng. Ê, con này nó đang đắm ra rồi. Đây, chúng ta sẽ đi đâu. Chúng ta vào cửa này. À, nó khóa cửa là chúng ta xuống đây là chúng ta đã vào cửa. Chúng ta sẽ ngước nhìn lên xem con trên đây. Con ốc sên ở trên đây. Chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ sang ban 4. Này, còn này xong rồi này chúng ta sẽ đi vào nhé. Chúng ta vào đây là sẽ bị nó ăn luôn. Chúng ta sẽ chơi lại. Thank you.
Anh đã không đặt sang bên đây. Chúng ta đi sang bên đây. À, không, nó không kêu rồi. Kêu chúng ta đi sang bên này. Đây mà sang bên đây. Đây chúng ta sang bên đây. Chúng ta sẽ sang bên này đi. Còn đàn ông kia là chúng ta phải không có đâu. Chúng ta sẽ vào đây. Không có đâu. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta đã đi qua. Chúng ta vào đây. Chúng ta mở cửa này ra. Ăn vào đây. À, chúng ta sẽ sang đây, chúng ta mở cái cửa ra. Chúng ta sẽ lấy cái này. That's the part we need from this section. That's it. Either. Let's head back and see if it'll fit. Đây, nó sẽ đi ra. Nó sẽ ra, chúng ta đi ra. Nó sẽ lên. Rồi chúng ta sẽ quay về. Gà cái nó lên sau. Gà lên sau rồi. À, chúng ta sẽ đưa nó đi về. Let's head for the elevator to see if the part fits. Oh, gà này nó sẽ nhanh quá đi. Đi ra ngoài.
one of three. I'll stay here and put everything together. For now, maybe just hang around the place and talk to the queen if you're ready. Rồi, chúng tôi kết thúc video lại đây nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em chúng tôi nha. Hẹn mọi người video tiếp theo này.